Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prasokhon nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội tháng 7 năm 2023. Tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và phồn vinh. Chủ tịch nước cũng chúc mừng Campuchia đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2022 và chúc Campuchia sẽ tổ chức thành công SEA Games 32 vào tháng 5 tới đây. Nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để Campuchia tổ chức thành công sự kiện quan trọng này. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp, sự sẻ chia và giúp đỡ quý báu mà cố quốc vương Norodom Sihamoni, các nhà lãnh đạo và nhân dân Campuchia anh em đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Việt Nam luôn hết sức coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Trần Nam Thờ Mây của Campuchia sắp tới, qua ngài Prasokhon, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng truyền lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đến Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Moniet Sihanouk, bày tỏ mong muốn được sớm đón Quốc vương và Hoàng Thái hậu thăm Việt Nam trong năm nay. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới đến Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và các nhà lãnh đạo cấp cao của Campuchia. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Prasokhon bày tỏ vinh dự và trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn, truyền lời thăm hỏi và chúc mừng của Quốc vương Sihamoni và lãnh đạo cấp cao Campuchia tới tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đồng thời khẳng định Campuchia luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2030. Hai bên vui mừng nhận thấy rằng thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, song các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ cấp cao và các cấp vẫn được duy trì, các cơ chế hợp tác quan trọng được quan tâm triển khai, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ. Các hoạt động thiết thực chào mừng năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2022, kỷ niệm 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đã góp phần giúp các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và vun đắp quan hệ hai nước. Cũng trong chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Vương quốc Campuchia Prasokhon đang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Campuchia. Báo cáo với Thủ tướng về kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, cũng như kết quả tốt đẹp của kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp hai nước, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prasokhon khẳng định, biên bản thỏa thuận của kỳ họp sẽ là cơ sở để các bộ ngành hai bên tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng đến kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Nhằm đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ngày càng hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các tuyên bố chung giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác, kết nối giao thông, kết nối hai nền kinh tế, cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn liền với việc hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả, thúc đẩy thương mại biên giới, phát triển kinh tế khu vực giáp biên, hợp tác phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia và ma túy, hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn và đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia được làm ăn, sinh sống, được giải quyết các vấn đề về giấy tờ pháp lý ngày càng thuận lợi hơn và mong muốn hai bên hợp tác, tìm giải pháp phù hợp đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc khoảng 16% biên giới đất liền còn lại để cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Trong bối cảnh năm 2023 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng ở Campuchia, trong đó có bầu cử Quốc hội khóa 7, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, SEA Games 32 và Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á, Paragame, Hội nghị cấp cao tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 12, Thủ tướng khẳng định, trong khả năng của mình, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ Campuchia tổ chức thành công các sự kiện này. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, cùng nhau đóng góp xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và thịnh vượng.
Trước đó vào sáng nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prasokhon thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia trở lại thăm Việt Nam, chúc mừng những thành tựu đối nội, đối ngoại nổi bật của Campuchia trong những năm qua, trong đó có việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa 5 và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA 2022, đồng thời bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 vào tháng 7 năm nay. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đạt tốc độ phát triển cao hơn 8% trong năm 2022. Hai bên nhất trí thúc đẩy và triển khai tốt các chuyến thăm cấp cao, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương hiện có, thực hiện tốt các tuyên bố chung và thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng và hai chính phủ, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, tăng cường hợp tác giữa các địa phương. Cũng trong sáng nay 21 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đã chủ trì kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật. Trên tinh thần hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về kết quả hợp tác giữa các bộ, ban, ngành hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tham vấn cấp cao và các cơ chế song phương, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định đã ký kết, tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng, đẩy mạnh kết nối giữa hai nền kinh tế, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước và hợp tác trong khuôn khổ tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam-CLV, tiếp tục hợp tác hiệu quả trong tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Thưa quý vị, chiều nay đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Trần Tuấn Anh biểu dương những kết quả tỉnh Tuyên Quang đạt được trong công tác phát triển và bảo vệ rừng, đặc biệt là việc thực hiện hiệu quả chính sách giao đất, giao rừng cho người dân trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC. Đồng chí nhấn mạnh, mô hình phát triển kinh tế rừng ở Tuyên Quang là điển hình, cần được tổng kết nhân rộng trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Tuyên Quang tiếp tục phát triển rừng gắn với phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành chế biến gỗ và các sản phẩm gỗ. Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm một số mô hình sản xuất lâm nghiệp tại xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, thăm công ty cổ phần giấy An Hòa, công ty cổ phần Usland Tuyên Quang. Từ ngày 9 tháng 3 năm 2023, Báo Nhân dân xuất bản phụ chương phát triển 6 vùng chiến lược. Góc nhìn đa chiều về việc thực hiện chính sách phát triển vùng tại các địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Phụ chương phát triển 6 vùng chiến lược, dấu ấn mới của báo Đảng. Thưa quý vị, chiều nay Báo Nhân dân đã tổ chức lễ ra mắt các phụ chương chuyên trang chuyên mục riêng biệt về 6 vùng kinh tế xã hội trên các ấn phẩm Báo Nhân dân. Tổng biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh cho biết, việc ra mắt phụ chương, chuyên trang, chuyên mục riêng biệt về 6 vùng kinh tế xã hội trên các ấn phẩm Báo Nhân dân sẽ thể hiện các nội dung mang tính chuyên sâu, chỉ ra những khó khăn cũng như lợi thế của từng vùng miền. Từ đó, thể hiện đúng tinh thần phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Bộ Chính trị đã đề ra. Đây chính là bước đi đầy mạnh dạn nhưng thể hiện tính dẫn đầu của tờ báo Đảng. Không chỉ có 6 cái chuyên trang về 6 vùng kinh tế xã hội trên báo in, mà trong ngày hôm nay, chúng tôi đã có cái bản beta 6 chuyên trang này trên trang điện tử, trang Nhân dân. Và cũng trong tuần này, chúng tôi bắt đầu xây dựng 6 cái chuyên trang tương tự trên truyền hình Nhân dân. Và trong cái sự phát triển mang tính kết hợp tất cả cái nền tảng quan trọng như vậy, thì cái việc tuyên truyền về 6 vùng kinh tế xã hội cũng tôi cũng áp dụng theo cái phương thức này để giúp cho cái nội dung được lan tỏa trên nhiều nền tảng. Chúng tôi cũng mong muốn là đây mới chỉ là những bước đi đầu tiên. Chắc chắn là chúng tôi sẽ còn phải tìm tòi ra những cách thức để tuyên truyền nó hiệu quả hơn nữa. Năm 2023 là năm bản lề để triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị với các địa phương, các vùng trên cả nước. Vì thế, việc Báo Nhân dân ra phụ chương, chuyên trang chuyên mục riêng biệt về 6 vùng kinh tế xã hội trên các ấn phẩm
sẽ góp phần giúp các địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra. Chúng tôi cũng biết được là báo Nhân dân cũng có một cái mối quan hệ phối hợp, hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ với 63 tờ báo đảng của 63 địa phương. Thì việc ban hành, xuất bản các cái phụ trương này sẽ giúp cho các tờ báo đảng của các địa phương có thêm nhiều cái kênh thông tin để trao đổi, chia sẻ, giúp cho các địa phương có thể tìm kiếm được cái cơ hội. Chúng tôi cũng nghĩ rằng là với cái sự mà ra mắt 6 các cái chuyên trang của 6 vùng như hôm nay đấy, thì cũng sẽ giúp cho các tỉnh trong 6 cái vùng của cả nước sẽ có cái sự liên kết và sự phối hợp nó đồng bộ và nó chặt chẽ hơn. Với 3 kỳ phụ chương mỗi tuần, hy vọng 109 kỳ báo trong năm 2023 của phụ chương phát triển 6 vùng kinh tế xã hội sẽ góp thêm góc nhìn đa chiều, phản ánh việc thực hiện chính sách phát triển vùng tại các địa phương ngày càng hiệu quả, qua đó thay đổi sắc vóc, tầm nhìn, định hướng phát triển của mỗi vùng và cuộc sống của mỗi người dân. Thưa quý vị, mở rộng thị trường nước ngoài khi du lịch phục hồi, cải tiến tour nội địa và phát triển sản phẩm chuyên biệt được xem là ba trụ cột chính đang được nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh triển khai. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đầu mối tiếp nhận khách quốc tế và nội địa quan trọng, trong đó tổng công ty du lịch Sài Gòn Tourist Group giữ vai trò đặc biệt trong sự phát triển chung của du lịch thành phố Hồ Chí Minh và là đơn vị du lịch hàng đầu Việt Nam nổi tiếng trong khu vực trên các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, lữ hành, giải trí, đào tạo, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, phát triển theo xu hướng hội nhập, bền vững, hiệu quả doanh nghiệp gắn với lợi ích cộng đồng. Trong năm 2022, đón tổng lượt khách 1.120.000 lượt khách, tăng 199% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu 12.200 tỷ đồng, tăng 104% so với cùng kỳ, tăng hơn 17% so với kế hoạch. Tổng lãi gộp 3.000 tỷ đồng, tổng nộp ngân sách 2.200 tỷ đồng. Trong năm 2023, các doanh nghiệp du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh tập khai thác đa dạng nguồn khách quốc tế đến Việt Nam theo đường hàng không, đường biển, đường sông và đường bộ theo các phân khúc thị trường khác nhau và mở rộng thị trường khách khu vực châu Á, Âu Mỹ, Canada. Thưa quý vị, trong những năm vừa qua, lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đóng góp trên 40% vào GDP cả nước và tạo ra 60% số lượng việc làm của toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, khi nền kinh tế Việt Nam chịu nhiều tổn thất, thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cần cấp thiết tháo gỡ khó khăn cho các khối doanh nghiệp này và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phục hồi và phát triển đã được bàn thảo trong hội nghị được tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Những tháng đầu năm 2023, có tới hơn 51.400 doanh nghiệp rút lui, giải thể. Trung bình mỗi ngày có trên 850 doanh nghiệp đóng cửa. Tình hình sản xuất kinh doanh đang trì trệ, đơn hàng giảm, sản xuất giảm, khó khăn vẫn tiếp tục đeo bám các doanh nghiệp trong những tháng đầu năm 2023. Gián đoạn bởi thế giới, chiến tranh Ukraine và Nga, không có nhập được vật tư đầu vào hoặc gián đoạn về câu chuyện xuất nhập khẩu. Thì đấy là những cái khó khăn mà nổi lên. Trong quá trình đó thì doanh nghiệp cần cái gì? Doanh nghiệp cần khẳng định cái vị thế của mình. Mà muốn khẳng định được vị thế thì phải có nguồn lực ổn định. Thì quá trình nguồn lực ổn định mà đơn hàng không có, thì cái việc mà để mà ổn định một bộ máy một tháng 3 đến 5 tỷ tiền lương là một vấn đề rất là khó khăn cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khó khăn đáng kể nhất là khả năng tiếp cận những nguồn vốn trên thị trường tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa như phát hành chứng khoán, vay vốn tín dụng, tìm kiếm nguồn vốn từ đối tác chiến lược, thu hút vốn từ các quỹ đầu tư. Tháo gỡ khó khăn về vốn sẽ khơi thông điểm nghẽn, giúp doanh nghiệp có nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Những cơ quan ban ngành, chính phủ có những cái điều hành linh hoạt, có những cái ưu đãi, đặc biệt là về vốn, khoanh nợ, gia hạn, rồi là có những cái nguồn vay mà có nói là tín chấp để doanh nghiệp vượt qua những cái thời khó khăn này. Đối với doanh nghiệp mà nhỏ và siêu nhỏ, người ta có thể nói người ta thiếu nhiều thứ. Trong đó cái thứ mà người ta thiếu nhất đấy là vốn. Đấy là vốn và cái đầu tư ban đầu của người ta. Vừa rồi chúng ta đã nhận được cái thông tin tức là giảm cho doanh nghiệp nhỏ vừa lãi suất xuống từ 5,5% xuống còn 5%. Thì cái đấy tất nhiên là trước mắt thì là sẽ giúp những cái doanh nghiệp mà được ưu tiên hạng. Thì sau đó mà nếu chúng ta có thể mở rộng được thì mở rộng. Để tháo gỡ vướng mắc một cách toàn diện, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan quản lý,
thì liên kết doanh nghiệp là chìa khóa tạo nên chuỗi giá trị trong từng ngành hàng, đưa ra những sản phẩm uy tín, chất lượng. Đây là nhân tố giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi và cùng phát triển bền vững. Thưa quý vị, để chủ động ứng phó với đại dịch và các vấn đề mới nổi, tái nổi, việc cập nhật những kiến thức mới của chuyên ngành truyền nhiễm là quan trọng và cần thiết. Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế Việt Nam-Nhật Bản, chủ đề các bệnh truyền nhiễm mới và tái xuất hiện. Với sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành đến từ Nhật Bản và Việt Nam về lĩnh vực bệnh truyền nhiễm, hô hấp, hồi sức tích cực, hội thảo chứa đựng các nội dung rất phong phú và hữu ích, như cập nhật các kiến thức mới về các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi ở Việt Nam. Với nội dung chuyên sâu, thiết thực và cập nhật, qua hội nghị này, các bác sĩ sẽ có được những thông tin thiết thực và bổ ích, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, đến cuối năm 2016, toàn tỉnh phải chấm dứt hoàn toàn hoạt động sản xuất gạch ngói thủ công. Tuy nhiên, đến nay, huyện Tây Sơn là đơn vị có số lượng lò gạch nhiều nhất tỉnh vẫn chưa được thực hiện. Tại cụm công nghiệp Tây Xuân, một trong những làng nghề của gạch ngói Phú Phong, thương hiệu nổi tiếng của huyện Tây Sơn, vẫn còn tồn tại 70 lò gạch thủ công hoạt động cầm chừng. Nguyên nhân các lò này chưa được tháo dỡ là do người dân có tâm lý trông chờ vào các doanh nghiệp đầu tư đền bù với mức giá cao hơn. Người ta nói nghĩ thì tôi cũng vẫn chấp hành được nghĩ, nhưng mà vấn đề tôi đã nghĩ rồi. Bây giờ đã là coi như là còn tôi đang thu gom xong rồi, đó là chờ các công ty khác là coi như vô có hỗ trợ ít nhiều thì bà con chúng tôi dọn dẹp trả lại mặt bằng cho nhà nước. Để giải bài toán xóa bỏ các lò gạch thủ công, chính quyền huyện Tây Sơn đã triển khai nhiều biện pháp mạnh như ngừng cung cấp nước, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các nguồn nguyên liệu, thu hồi tất cả các giấy phép đăng ký sản xuất kinh doanh, tăng cường kêu gọi các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp để hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm, thu nhận những lao động dôi dư. Chúng tôi đã chỉ đạo cho các xã có lò gạch thủ công đang tồn tại thì rà soát lại cái quỹ đất mình đang quản lý và thông báo cho bà con nhân dân khi mà chấm dứt lò gạch thủ công, nếu bà con có nhu cầu và cần cái tư liệu sản xuất đặc biệt đó là đất đai thì sẽ lập hồ sơ và xã xây dựng phương án để chúng tôi tiến hành cho thuê đất để sản xuất cho bà con nhằm đảm bảo cái cuộc sống cho bà con sau khi chấm dứt lò gạch thủ công. Chúng tôi cũng có cái chính sách là ưu tiên sử dụng cái nguồn lao động, đặc biệt là những hộ dân, những người mà bị ảnh hưởng trong quá trình di dời khu làm gạch thủ công này để mà thực hiện cái dự án. Và nếu như các hộ dân, các nhân sự này mà đảm bảo được cái chất lượng, các yêu cầu của nhà máy thì chúng tôi sẽ tuyển dụng. Tây Sơn được xem là thủ phủ gạch ngói thủ công với 958 lò, chiếm hơn 78,9% số lò gạch toàn tỉnh. Việc chậm xóa bỏ các lò gạch đã gây không ít nguy hại cho môi trường cũng như ảnh hưởng đến công tác quản lý ở địa phương. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.